giải tỏa thêm. Đây là một phần của khu lịch làng xanh nè, đang giải tỏa thêm ấy, đang gì đập cái phần cái nhà nhà, đang di chuyển những phần bê tông lên xe tải để di chuyển đi chỗ khác. Em Sĩ Dừa xin chào cả nhà. Hiện tại em đang có mặt tại cầu Rạch Miễu 2, khu vực cầu vượt sông Mỹ Tho, kết nối từ tỉnh Bến Tre qua khu vực Cồn Thới Sơn, tỉnh Tiền Giang. Ở đây hiện tại em đang quay, đây là cầu vượt sông Mỹ Tho ha. Chia sẻ hình ảnh đến cả nhà cùng xem. Cái cầu này là cầu phụ nhịp đúc hẳn cân bằng ha, đã hoàn tất hợp long. Và ở đây các nhà thầu đang tiến hành lắp thép và đổ bê tông phần lan can cho cầu. Thì hôm nay ở đây có hai xe bê tông tươi đang tiến hành để đổ bê tông phần lan can cho cầu nè. Thì cầu này sau khi hoàn tất có thiết kế bề rộng là 17,5 m. Thì cầu này đã hôm trước đã được chính thức hợp long ha, đã kết nối đôi bờ. Cầu này vẫn chưa có cho người dân có thể đi qua lại tạm ha, vẫn còn trong quá trình xây dựng. Và em sẽ di chuyển lại gần hơn để chia sẻ việc đổ bê tông của phần đổ bê tông lan can cầu vượt sông Mỹ Tho này, gửi hình ảnh cả nhà cùng xem. Đây là hướng nhìn về Bến Tre nè. Sau khi cầu hoàn tất thì bề mặt cầu này có chiều rộng là 17,5 m, thiết kế cho 4 làn xe ha. Và hiện tại ở đây thì đang tiến hành đổ bê tông cho phần lan can cầu.
Và bây giờ em di chuyển vào phía trong bờ Bến Tre, coi tiến độ đường dẫn của cầu Rạch Miễu 2 thì hiện tại như thế nào. Gửi hình ảnh mới nhất đến cả nhà cùng xem nha. Thì khu vực này hôm trước đã được hạ tải và cấp phối đá dăm nè. Và bây giờ em cũng chia sẻ coi việc cấp phối đá dăm cho khu vực này đã đến công đoạn giai đoạn nào rồi. Đó. Thì hôm nay em thấy cái đoạn cấp phối đá dăm này đã được làm dài ra rồi nè, rất là nhiều. Đó. Rất là nhanh luôn cả nhà. Không biết việc cấp phối đá dăm đã đến giao với quốc lộ 57B chưa? Mời cả nhà cùng em tiếp tục xem. Thì đến một đoạn này cũng đã hết cái phối đá dăm nè. Hiện tại thì em thấy các xe lưu đang tiến hành lưu nền đường sau khi dỡ tải xong, để có nền đường bằng phẳng sẽ trải vải địa và tiến hành cấp phối đá dăm tiếp hết cả nhà. Đến khu vực giao với quốc lộ 57B này, sau này sẽ là một cái điểm giao nhau rất là lớn luôn. Ở phía dưới thì góc trái màn hình thì đang tiến hành giải phóng mặt bằng một góc của khu du lịch Làng Xanh nè. Ở hướng dưới là quốc lộ 57B, em đang di chuyển thẳng qua bên đây là khu vực từ quốc lộ 57B hướng đến cầu Ba Lai mới ha. Cầu Ba Lai trên đường dẫn của cầu Rạch Miễu 2. Thì khu vực này cũng đang tiến hành lắp cống nè, nó rất là nhiều cống để khu vực này. Và mời cả nhà cùng em tiếp tục nhìn hình ảnh trên đoạn đường từ quốc lộ 57B ra đến khu vực của cầu Ba Lai này, xem tiến độ có gì thay đổi hay không. Thank you.
tại thì em đang ở ngoài khu vực cặp bờ sông nữa cái nha. Trước mặt chúng ta đó là cầu vượt sông Mỹ Tho, cầu Đặc Miễu 2 ha, cầu phụ cái nha. Ở đây trước mặt chúng ta là cái hầm chui ha. Ở đây là cái phần cầu, cái phần cân bằng đã được hoàn tất ha. Hôm nay thì ở khu vực trên cầu này đang tiến hành đổ bê tông cho phần lan can cầu. Và bây giờ em sẽ di chuyển đi ra khu vực ở ngoài đường dẫn lên cầu ha, để chia sẻ công việc hiện tại ở ngoài đường dẫn lên cầu với giao với quốc lộ 57B như thế nào. Mời cả nhà cùng đi với em nha. Đây là hình ảnh thực tế, chạy ở dưới đất thì sẽ khác hơn nhìn từ tầng cao. Đây là phần chưa dỡ cát nè, còn phần ở ngoài đây là đã được thảm đá rồi. Đây cái nha, khu vực ở ngoài đây đã được cấp phối đá dâm nè. Đã được cấp phối đá dâm và xe lưu đã lưu rất là bằng phẳng luôn. Khu vực ngoài đã được cấp phối đá dâm rất là bằng phẳng và đẹp luôn. Ngoài kia thì vừa mới dỡ tải, các xe lưu cũng tiến hành lưu lên đường. Giờ em đi thì tới nghỉ trưa rồi cả nhà, các anh công nhân rồi xe lưu rồi cũng nghỉ trưa rồi. Rất là nhiều máy móc thiết bị ở khu vực này ha. Ở bên kia, đoạn trước mặt chúng ta đó là giao với quốc lộ 57B. Giao với quốc lộ 57B đó nha. Đó. Xa xa đó là hướng từ quốc lộ 57B đi ra cầu Ba Lai. Bên đây cũng bắt đầu hạ tải dần dần nè. Khu vực này đang giải tỏa thêm. Đây là một phần của khu lịch làng xanh nè, đang giải tỏa thêm nha, đang gì đập cái phần cái nhà nhà, đang di chuyển những cái phần bê tông nè lên xe tải để di chuyển đi chỗ khác. Công trường rất là nhiều bụi luôn cái nha. Ở bên đây phía hướng về cầu Ba Lai cũng đang tiến hành được dỡ tải ha. Đoạn giao với quốc lộ 57B nè. Đây là đoạn quốc lộ 57B ha. Xe di chuyển bê tông vừa mới chạy qua thì xe khác chạy vào. Nó đây là quốc lộ 57B nè. Đây là hướng nhìn ra cầu Mỹ Tho, cầu Rạch Miễu ha, cầu vượt sông Mỹ Tho. Đó, một đoạn thì đang được dỡ tải, một đoạn thì đã được thảm đá xanh nè, cấp phối đá dâm đá xanh ha. Và xa xa kia là phần cầu đang được bơm bê tông cho phần lan can cầu.